Cảnh báo lừa đảo, tuyển tài xế phụ xe phụ kho làm ở siêu thị lương cao. Các bạn thường tìm kiếm công việc online, thường chú ý ha. Có những một số trang như là vận tải uy tín là Bắc Nam nè, hay là việc làm lương cao chấm cơm nè, hay là đăng trên Facebook hay nhiều trang mạng khác. Nó sẽ tuyển như là tuyển về tài xế xe nè, lương 18 triệu một tháng nè, phụ xe tải 12 triệu một tháng, phụ kho 15 triệu một tháng, bao ăn ở luôn. Người thưởng siêng năng là mỗi một tuần 500 ngàn trên một tuần. Rồi đây mình sẽ cho các bạn nghe một cái đoạn mình đã ghi âm được cái bên nhân viên nó tư vấn ha. Thành phố Hồ Chí Minh thực tập 2 ngày để nắm rõ quy trình làm việc của công ty và nắm rõ tất cả các mặt hàng để tránh giao hàng nhầm lẫn. Em có đi được không? À, được nha. Rồi, bên chị thì đang tuyển bộ phận sắp xếp sửa Milo, bánh kẹo, hàng tạp hóa, khối lượng từ 5 đến 17kg thùng. Em ship từ thùng pallet 2 xe tải cho nhân viên của chị, đi bỏ hàng cho các đại lý nhỏ lẻ. Lương công ty trả cho em 500 đến 600 ngàn một ngày, sáng em làm, chiều em nhận lương. Thời gian làm việc của em 8 tiếng giờ hành chính, chiều thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Tiền thưởng chuyên cần 500 ngàn tuần. Ngoài ra, công ty phụ cấp thêm 500 ngàn tuần. Hồ sơ xin việc chị cho bổ sung sao? Thứ nhất, photo giúp chị 2 bản chứng minh không cần công chứng. Yeah. Chụp cho chị 2 ảnh 3x4 để làm thẻ ra vào cổng và sổ bảo hiểm cho em. Khi lên công ty đăng ký, công ty cấp phát cho em 3 bộ đồng phục, 3 đôi giày để em mặc em đi làm việc. Em nhớ mang theo 500 ngàn đóng thế chân, 3 bộ đồng phục, 3 đôi giày. Sau khi em làm việc 2 ngày, công ty hoàn lại 500 ngàn tiền đồng phục cho em nha. Thì đó là cái lời mà tư vấn của bên bộ phận tuyển dụng ha. Nhưng mà thật chất á, mình được một cái người ở Hòa Bình kể lại là khi mà họ lên thành phố Hồ Chí Minh để thử việc 2 ngày á, thì bộ phận tiếp nhận đầu tiên á, nó sẽ nhận mình là 500k. Rồi nó sẽ đem hoàn trả lại sau khi mà mình về địa phương mình làm. Rồi nó sẽ nhận thêm 200k nữa để làm thẻ. Mà anh chị nói gì? Thẻ gì mà làm tới 200k? Thẻ ATM đây làm chưa được 200k nữa. Đúng không ạ? Rồi xong nó sẽ đưa mình một miếng giấy. Nó khi đã nhận được 700k, nó đưa mình miếng giấy. Nó khi mình đi bộ phận thứ hai, thì lần tới bộ phận thứ hai thì nó cũng có một người lại rước mình nữa. Thì tổng rước này kia là cũng khoảng từ là 200 ngàn tiền xe. Rồi khi tới bộ phận thứ hai thì ở đây bộ phận thứ hai nó tiếp nhận hồ sơ xong rồi nó nói anh chị mình phải là nộp thêm 250 ngàn nữa để đóng cái tiền bảo hiểm á, để mình vận chuyển hay kinh đồ vậy, nó sẽ đổ vỡ thì không được bảo hiểm, nó đền mình không đền. Khi làm hồ sơ xong nó trả lại giấy chứng minh mình là mình không có lấy giấy tờ gì hết, rồi nó đưa mình lại bộ phận kho. Ở bộ phận kho này không phải là kho bánh kẹo nữa, mà anh chị ở đây anh chị sẽ là cái kho mà kho phân chuồng nè, phân hữu cơ nè, nó độ rất là nặng ha, từ 50 kg trên 50 kg nữa, mà công việc làm ở đó rất là nặng. Mà ở đặc biệt là đây nó chỉ có trong tư vấn là nó sẽ bao ăn cơm ha, bao ăn bao chỗ ở, nhưng mà thực chất ở đây nó chỉ có bao ăn trưa thôi, sáng chiều tự lo. Nếu anh chị đem thêm 1 triệu thì anh chị không còn tiền ăn sáng ăn trưa nữa. Đó, anh chị rút kinh nghiệm nha. Nhưng mà ở lại đây, bộ phận đây là những người đi trước á, thì họ kể lại cho anh ở Hòa Bình này thì là hầu như những người làm ở đây không nhận được lại tiền. Tiền đóng mua quần áo nè, tiền đóng mà quần áo hay tiền thẻ hay gì đó, hay là tiền sẽ đưa tiền tàu xe sẽ được hoàn tiền lại. Nhưng thật chất lên đây không được hoàn đồng nào hết. Có những anh chị đã ở lại đó là hơn gần 1 tháng trời luôn, nhưng nó chỉ cho ứng lương ứng một lần là vài trăm ngàn gì đó chứ không được ứng nhiều nữa. Do đó một số người đã phải điện về gia đình phải hỗ trợ tiền để dù quê. Đó, đây là một cái bộ phận lừa đảo nha. Anh chị đã đưa tiền rồi, nó không đưa anh chị lại một cái tờ giấy nào hết. Và là đặc biệt là chưa có ai nhận lại được tiền 500 ngàn, 200 ngàn tiền thẻ ha, người tiền tàu xe, chưa ai nhận được hết. Thì đây một cái lời cảnh báo cho anh chị. Nếu anh chị đã lên trên muốn làm ở siêu thị hay là bên cơm đó, anh chị sẽ đến trực tiếp ở siêu thị đến bên cơm đó. Anh chị hỏi xem họ có tuyển dụng hay không, thì mình xin vô làm luôn, khỏi cần qua một cái công ty trung gian nào hết. Thì những công ty trung gian này là nó dạng như bộ phận lừa đảo rất là lâu rồi.
Nó có một hệ thống rất là chặt. Do đó là các bộ phận chức năng là chưa có can thiệp được luôn. Nó hàng ngày nó lừa khoảng hơn 100 người, thì mỗi một người 1 triệu thì đã lên là 100 triệu rồi. Thì như vậy thì 1 năm á, thì họ đã có cái nguồn thu khủng cỡ nào rồi, mà lừa đảo rất là nhiều luôn ha. Đây là một cái hệ thống lừa đảo mà chuyên nghiệp luôn. Do đó mọi người hãy chia sẻ video này rộng rãi lên để cho tất cả mọi người cùng biết, cơ quan cơ chức năng nắm được biết để triệt xóa cái mô hình lừa đảo này. Hãy chia sẻ thật nhiều hả mọi người. Rồi chúc tất cả mọi người là may mắn và tìm được một công việc tốt để làm. Xin chào và hẹn gặp lại.